Đây các bạn, giờ tới xe 4 bánh tập. Thấy vui không bạn, xe hấp chẩm à. Chạy vô sân à, mình lên cho các bạn xem sơ sơ. Đây, xe bị chạy vui quá. Xe này mấy em nhỏ nhỏ tuổi đang tập. Bạn lại tiếp tục có hai xe. Dạ vui lắm. Nhỏ nhỏ. Đây nè các bạn. Dũng đi qua bên kia cho bạn xem tiếp nha. Vô góc cua đẹp lắm. Đây, xe đang chuẩn bị vô cua, quá đẹp. Tiếp nữa nè các bạn. Chiếc này thì bé này nhỏ tuổi lắm, chắc chừng 6-7 tuổi gì đó. Ok, Dũng quay sơ qua cho các bạn xem thôi. Mình thấy mô tô thì nó thu hút hơn là cái xe nhỏ 4 bánh đó. Mình cũng không biết tên gọi xe 4 bánh là xe gì nữa. Ok, chúng ta vào trong với anh em nè. Rồi cái gì tí nữa anh em là tập tiếp thì Dũng sẽ tương thực tiếp cho các bạn xem nha các bạn. Anh em đang bình luận về con Bentley S4. Xe về mà ổng là xe China là chưa nổi. Nè bạn, xe về mà ổng là xe China mà ổng nói tem đề canh chùm chưa nổi không? Các bạn, giờ anh em lại tiếp tục ra sân nha các bạn. Rồi, lên đường. Rồi, lại có thêm xe vào Đại Nam nữa. Ok, mấy anh em ra tập đây. Đã chưa? Quá đã luôn. Quá đã, quá đã. Sân rất nhiều nha bạn. Ok, chúng ta lên trên xem nha. Rác quá, rác quá, xe chạy rác quá. Quá đã luôn. Dở đầu luôn bạn ơi.
quá rác quá rác. Rác quá. Ở đây anh Tài đông quá. hội tụ đông quá, đã quá. Quá phê. Hello Thái. Đây nè bạn. Xa xa quá đông luôn anh em, cầu 20 chiếc, 30 chiếc.
xăng đã chưa. Anh em chạy rác quá, đông vui lắm. Nhộn nhịp quá. Xong bây giờ vô Gia Lao. Rác quá, vẫn không có anh em máu, chờ luôn chưa chịu nghỉ nữa. Bạn xem góc này anh em chạy đây. Rác chưa vào cua. Rồi hết ta. Thank you.
cảnh đường đua đấy bạn, anh em đang chạy đây. Mình đổi góc tiếp nha. Sao các bạn, có hấp dẫn không? Quá đã, quá phê luôn. Nắng nóng lắm nhưng mà Dũng thấy phấn khích quá, thành ra Dũng không có đi vô, Dũng vẫn ở đây để mà chụp và quay anh em. Quá đẹp luôn. Anh Giang vậy ta. Ủa Hoàng ơi. Wow, wow. Ủa bạn chạy gì đó. Mương á thật là ở đây suốt ngày luôn. Chạy rác. Đây bạn đã vô bạn. Wow. Hết sảy luôn. Rác. Anh Phương đó, Phương. Đó, đó. Thấy chưa? Thấy chưa? Chạy luôn. Bánh này lên V4S. Chúng ta lên sang nguyên anh em. Đó, bên kia kia lên S. Bên em chạy máu quá.
bạn Tú ở bên Úc về. Cho đây em chạy dữ quá. Đây là một. BM. Bả không bạn? Hôm nay mình phải vô mình chạy thử tập đi. Ngứa tay quá, ngứa tay quá. Ok, mình đổi góc nha bạn. Vào sân nghỉ, vào bên trong khu vực mát nghỉ. Lấy là được rồi anh em, thì video cũng dài rồi. Kênh Thế Dũng Official, anh em ủng hộ giúp Dũng để thêm động lực, rồi tuần sau mình sẽ lên Đài Nam tiếp, nếu có gì mới mình sẽ review cho các bạn cùng xem những cái đam mê về xe mô tô nha các bạn. Anh em Dũng Tay Full và anh em đam mê mô tô ở khắp thành phố Sài Gòn xin kính chào mọi người, chúc mọi người sức khỏe cuối tuần vui vẻ. Hãy like và subscribe kênh Thế Dũng Official để Dũng có thêm động lực. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Thân ái, chào tạm biệt.